Theo báo cáo mới nhất từ Bộ Y tế, số trường hợp nhiễm HIV còn sống trên cả nước là hơn 213.400 trường hợp. Hầu hết các tỉnh thành, quận huyện, xã phường đã phát hiện có người nhiễm HIV, trong đó nam giới nhiễm HIV chiếm hơn 66%. Đáng lo ngại là độ tuổi người nhiễm HIV ngày càng trẻ hóa, nhóm tuổi từ 20 đến 39 chiếm tới 78,6%. Theo đánh giá của Ủy ban Phòng chống AIDS, tỷ lệ lây nhiễm ở đồng tính nam cao hơn gấp 20 lần so với đối tượng mại dâm nữ và ma túy. Kết quả giám sát trọng điểm năm 2012 cho thấy tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm đồng giới nam trung bình là 2,3%. Tuy nhiên, tại hai thành phố lớn là Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội thì tỷ lệ nam đồng giới nhiễm HIV tăng rất cao, lần lượt là 7,3% và 6,5%. Nhóm quan hệ tình dục đồng giới nam chính thức được đưa vào nhóm trọng điểm giám sát hàng năm và được triển khai tại 9 tỉnh thành trên toàn quốc.